Tại Akala Thái Nguyên có gì thì mời anh em cùng check nhá. Hôm nay là một buổi cuối tuần tại Akala. Buổi chiều đây thì có một số xe thì mình giới thiệu cho anh em. Xe này là một chiếc Hyundai i10. Xe này thì đang chờ vệ sinh cái khoang máy động cơ. Đang chờ để vệ sinh động cơ. Bên này là một chiếc Hyundai Accent. Xe này thì đang đánh bóng kính. Với cái xe sau nhiều năm sử dụng ấy thì cái tình trạng mà bị xước kính thì nhiều xe không tránh khỏi được. Thì cái giải pháp hay nhất là anh em sẽ đánh bóng kính, xóa sạch mọi cái vết xước nhá. Tiếp theo bên này, xe kia đang chờ spa. Ở đây là một chiếc xe Sorento. Thì xe này thì bên mình vừa tiến hành nâng cấp một bộ đèn. Nâng cấp một bộ đèn GTL Limited 3.0. Đấy, bi LED và vệ sinh làn dàn lạnh nữa. Bên này một chiếc Toyota Actis, xe này đang dán lại phim. Xe này thì bên mình dán lại kính lái và hai kính sườn trước. Đấy, kính lái hai kính sườn trước nha, dán dọc phim Nikko Hàn Quốc. Trong này thì là một xe Hyundai Santa Fe, xe này thì dán lại kính lái và hai kính sườn trước. Đó, thì anh em đến mùa nóng này rồi ấy, sử dụng xe ô tô, những cái dòng phim, những dòng xe mà trang bị phim cách nhiệt, mà cái dòng phim cách nhiệt nó kém ấy thì đi rất là nóng, thì anh em nên lựa chọn những cái cơ sở uy tín, và cũng như là cái dòng phim uy tín anh em nên trang bị dán lại cho anh em sử dụng sao nó đảm bảo anh em nhá.